Ủa anh Tú với Đắc Liên là mình đã có bé nào chưa? Dạ tụi em có ba bé. Bắt đầu là 6 tuổi, là năm nay vô lớp 1. Rồi năm nay vô lớp 1 đúng luôn á, đúng lứa tuổi luôn. Bé lớp 1 của mình thì hái nên nó cũng dễ. Đi tìm trường thì nói chung là ở đó cũng có trường chuẩn, rồi trường bình thường. Người ta như là địa phương người ta đã phân loại ra như vậy sẵn vậy đó. À, rồi tụi em cũng có xin cho bé vô được trường cũng bình thường thôi. Còn thấy con sao, mình báo trước với con là con sắp sửa đi học thì thấy cái tâm lý, cái tinh thần của con như thế nào? Thích hay là không thích? Háo hức lắm hả? Dạ. Rất là mê luôn. Thế còn con anh bây giờ thì sao, anh có mấy cháu, ra bao nhiêu tuổi rồi? Mình có hai cháu, một cháu lớn là cháu gái thì cũng chuẩn bị vào lớp 1, và một cậu em trai nữa hơn 4 tuổi, hai chị em cách nhau 2 tuổi. Yeah. Cho bé gái lớn đi học thì cũng chuẩn bị tâm lý, cũng sẽ nói là con vào lớp 1 sẽ khác. Vào đấy thì con sẽ phải tự lập mọi thứ, con tự ăn, tự ngủ, tự chăm sóc. Thì không như ở mầm non, có thể mải chơi hay gì đấy thì cô còn có thể đút cho ăn, nhưng mà vào đấy thì không. Thế mọi thứ phải tự lập thì cũng nói chuyện chuẩn bị qua. Bé hiểu hết không anh? Mình nghĩ là cũng có cái hiểu mà cũng có cái bé không hiểu. Mọi người thì cho con đi học trước cả năm, học thêm, mướn gia sư về học, hoặc là đi học ở cô giáo về kèm. Chủ yếu thì vô lớp 1 để được cho bé lãnh thưởng, chứng tỏ là bé cũng học giỏi, mà không hề biết rằng đó là o ép bé, ràng buộc bé. Có người còn khoe là con tôi trước khi vô học lớp 1 đã đọc báo rất là sành luôn. Con mình chả cho đi học gì hết, rồi bé cứ tự mày mò, cứ nhìn theo chữ là bé thích. Giờ đi ra ngoài bảng quảng cáo là bé cứ nhìn mẩn mê cái chữ đằng bây giờ thôi, chứ cũng không có cho học trước để làm cái gì. Tâm lý của mình hồi xưa cũng vậy. Nhiều khi ép học mình cũng mệt mỏi, rồi vừa học vừa chơi nó mới vui. Thứ nhất là mình sẽ không đặt một cái kỳ vọng vào con, là con phải học giỏi hơn người ta hay là như nào đấy. Vấn đề là con học cái gì con thích, thì mình chỉ tìm hiểu những cái gì mà quan sát thấy con mình nó có hướng này thì mình sẽ hướng theo. Tại vì hai đứa nhà mình nó gặp một cái vấn đề là hai bạn không cho đi học nhưng hai bạn lại tự học với nhau. Ngôn ngữ tư duy bây giờ bạn lại tư duy bằng tiếng Anh, cũng một phần là do mình, do công nghệ nữa. Các bạn học trên YouTube, cầm cái điện thoại chơi, nhưng mà các bạn không chơi trò chơi, không chơi game, chỉ thích học tiếng Anh, mới học tất cả những liên quan đến màu sắc rồi đến chữ. Thì hai chị em tự viết được hết, thằng em 3 tuổi cũng có thể viết được chữ, nhận hết tất cả mặt chữ, hay đọc gì? Tất cả mọi thứ được. Mình giao tiếp với bạn ấy thì bạn ấy sẽ nói tiếng Anh ưu tiên hơn. Cũng đấy là vấn đề đau đầu mà mình phải lựa chọn. Khó khăn thì mình lại phải tìm cái trường nó phù hợp. Mình lại không cho bạn đi học đúng tuyến được. Mình phải tìm cái trường, cái điều kiện chăm sóc tốt hơn để phù hợp cái thể chất bạn phát triển, và cái số lượng học sinh đủ để các cô có thể bao quát được, và tất nhiên cũng ở gần nhà. Anh Tuân, thì khi anh đưa con đi học thì anh có lo lắng cái điều gì nhất? Tại vì mình cũng đang cho bé đi học một tháng hè để làm quen với môi trường trước. Thực ra cái mong muốn của mình đưa bạn đến trường là để bạn ấy có cái tính kỷ luật thôi, bạn ấy có tự lập được. Tại vì ở nhà khác, khi mà mình quan sát thì các bạn ấy đến lớp đứng lên ghế là phải đưa vào đúng chỗ, phải cất đồ chơi thì phải cất gọn gàng, rồi ghế phải cất đi, rồi tất cả các thứ rất là ngăn nắp. Theo như Ly nghĩ thì nếu như chúng ta chuẩn bị không tốt cái khâu chuẩn bị cho bé vào lớp 1 thì bé sẽ bị những tác động như thế nào trong cái việc học của bé? Theo em nghĩ là bé sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, rồi lo lắng. Nói chung là bạn mới, cô giáo mới, trường mới, môi trường mới, cái gì cũng mới hoàn toàn đối với bé hết. Thì cha mẹ là cũng rất là lo luôn. Mà giờ nói chung là cái thời gian nó cũng chưa có trải qua thì mình cũng không biết sao. Cái thử thách nó đang ở phía trước như thế. Thì muốn hỏi anh Tú, thì anh suy nghĩ rằng là anh sẽ có những cái giải pháp, những cái cách gì để mình làm sao mình chuẩn bị tốt nhất cho trẻ khi mà trẻ con của mình sắp sửa đi vào lớp 1. Ngoài sách vở thì mình còn phải chuẩn bị tâm lý,
Nói chung dạy cho bé tự lập cho một mình. Dạ. Yeah. Mà mang giày, mặc áo, soạn cặp. Dạ. Yeah. Đó, bắt đầu từ từ. Rồi khi mà vô lớp màu 1 á thì mình phải sắp xếp thời gian cho bé nữa, để cho bé nó vừa học vừa chơi, nó không có bị gọi là quá áp lực gì việc học nhiều. Con đi học mầm non thì đương nhiên là bữa sáng ở trường sẽ lo, các bạn sẽ ăn ở trường. Bây giờ đi học thì khác, dù bán trú thì cũng phải ăn bữa sáng ở nhà. Cái đầu tiên là giải pháp là cả nhà phải thức dậy sớm. Dạ. Yeah. Buổi sáng nào cũng phải mất 2 tiếng cho các bạn á. 2 tiếng luôn á? Mất 2 tiếng từ quá trình mình đánh thức dậy, bế bạn ra chỗ này thì bạn lại chạy ra chỗ khác. Phải bê vào rửa mặt thì cũng lại chạy vào giường ngủ tiếp. Thì đấy là cái những cái mà mình chuẩn bị rất là cơ bản. Còn những cái việc mà chuẩn bị về tài chính hay là tâm lý, cái sắp xếp công việc của bố mẹ thì cái đấy là điều đương nhiên. Nhưng mà cái việc khó khăn là ở cái việc đánh thức các bạn buổi sáng, mất rất khá nhiều thời gian. Yeah. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh fanpage 1001 chuyện, hoặc xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe.